Liên quan đến vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại một nhà dân trong hẻm 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh khiến cho 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã đến hiện trường vụ cháy để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Tại hiện trường vụ cháy, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân gia đình 4 nạn nhân bị thiệt mạng và những hộ dân lân cận bị ảnh hưởng. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả và hỗ trợ các nạn nhân của vụ cháy ổn định cuộc sống. Chúng tôi đang bàn với lại địa phương, bàn với mặt trận để tổ chức cái hậu sự lo cho gia đình, chia sẻ cùng anh. Anh bây giờ hết sức bình tĩnh để còn cái người tụ cột để mà lo các đồng chí thực hiện cái công việc điều tra đó thì từng bước mà làm. Nó không nhất thiết là phải ở trong lúc này anh đang khủng hoảng rồi, đau xót. Còn cái chuyện mà xảy ra quả hoạn thì không ai muốn, đó là tai họa nó ập đến, mình phải bình tĩnh. Khoảng 3 giờ 47 phút thì công an phường có tiếp nhận qua thông tin của quần chúng nhân dân. Thì sau đó thì lực lượng công an cũng, ủy ban phường cùng với công an cũng đã triển khai các lực lượng xuống để cùng với các tổ liên gia, các quần chúng nhân dân và các hệ thống chính trị khu phố. Và bên cạnh đó thì cũng có công an phòng cháy chữa cháy quận cũng đã xuống, thì khoảng 4 giờ 10 phút đã dập tắt, cơ bản được dập tắt được đám cháy. Thì về thiệt hại thì ban đầu thì xác định là có thiệt hại về người là có 4 người lớn, Nguyên nhân xảy ra vụ cháy thì hiện nay là các cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra. Danh tính 4 nạn nhân thiệt mạng được xác định là những người trong cùng một gia đình, gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân, 46 tuổi, Lê Thị Hồng Tuyết, 47 tuổi, Trần Quốc Cường, 38 tuổi và Lê Hoàng Dũng, 56 tuổi. Về tài sản, có 2 căn nhà với nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình đã bị thiêu rụi, một hộ dân lân cận bị ảnh hưởng một phần do cháy lan. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.